điều chung đôi. Em thích ăn gì? Mate gan vịt ăn kèm bánh mì. Salad kêu không? Salad chứ. Salad. Ở trong này ghi salad. Ok, gọi salad. Salad đúng không? Nhưng mà em không biết ăn salad nào. Dạ sốt Trung Đông không? Salad nào mà nó nhiều nhất ấy? Tại vì em ăn cả thế giới thì cứ món đắt tiền nhất ấy. Đây à, salad nhiều nhất này. Thì nhiều nhất là cái em chọn đó. Thôi, em thấy cái đó lạ lắm. Một là cái đó đi, xong rồi cái đấy ăn chung được với anh gọi cái món ăn hay là em muốn ăn được. Nó còn một cái ở dưới này nữa nè. Ở đây không có thịt mỡ nhỉ? Bạn nam thích ăn món gì nhất? 1, 2, 3. Thịt mỡ. Ờ, em quên. Có heo trong khói nữa, dòng ăn kèm với khoai tây. Đâu, thịt mỡ đâu? Heo ấy, heo là thịt mỡ. Rồi vậy kêu nó đi. Ok. Em mọc lắm rồi, anh còn ăn thịt mỡ cho em ăn. Vậy lại kêu cái gì, xà lách với cá hồi với lại thịt heo đúng không? Gọi đi. Ăn cái này. Cái này kiểu bim bim nhỉ? Khoai tây mà. Còn cái này là cái gì? Bây giờ em được tập gì không? Em á? Có. Qua em mới tập nhảy xong. Có cả tập gym nữa. Tập gym còn hả? Anh? Đi ăn xong rồi đi xem em xem công viên kỷ Sura mà. Sura xích gì hả? Ừ. Em chưa. Ủa ra rồi hả? Thưa ra nó đang chiếu lại cái phần 2015 để mình tiếp sau. Hôm bữa em có coi trailer. Anh ra ông hôm qua em mới xem phim Xác chết trở về của Hàn Quốc. Xác ướp trở về Hàn Quốc. Xác chết. Xác chết với xác ướp nó gần giống nhau. Gần nhau giống nhau, nó ướp vào quấn cái khăn trắng trắng mọi người. Thông minh nhỉ? Đầu to thông minh lắm. Em đầu to mà. Anh ghê đồ to không nhỉ? Anh không hề bảo nhá. Ờ luôn, về xinh gái dã man.
ở quên em cảm ơn. Chúng ta phải biết học cách cảm ơn. Biết cho khi mà người ta khen mình. Mà ví dụ như anh làm cái khác thì em. Dù là người ta khen. Tại cái này anh khen đều em không cảm ơn được. Anh cũng mày khen đều em tí nào luôn. Thôi anh phải khen đều. Món này cũng đẹp. Cảm ơn em. Món này là món gì ạ chị? Thịt ai? Thịt bò đấy. Thịt bò. Cái gì anh? Bơ. Đúng không? Em thử xem. Là bơ. Cá không? Một là bơ, em hai là... Em nghiên cứu đã. Một là bơ, hai là khoai. Em nghĩ là khoai. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Anh nghĩ này là khoai em ạ. Thấy chưa? Anh trả lời sai. Khoai chứ nghĩ sao lại là bơ. Bơ. Anh Ngọc cắt cái này ra đi. Được rồi. Em chỉ việc ăn thôi, tất cả mọi thứ để anh cho em. Chứ sao nữa, em đâu có tính làm đâu. Thật sự ấy. Có miếng nhỏ thôi. Ủa, em ăn trước hả? Anh chọn miếng mỡ anh ăn. Anh chọn miếng mỡ anh ăn. Anh chọn miếng mỡ anh ăn. Ngon là vì sao? Vì do mềm anh... Thịt bò rất là mềm. Vì do anh Ngọc. Không có. Vì do anh Ngọc cắt nó mới ngon như vậy. Anh ăn thử coi. Wow. Chết rồi, mọi người biết mình đấy. Em ăn lạc thế. Người ta bật bài này luôn hả? Bài này dễ thương mà. Rất là hợp với khung cảnh lãng mạn. Đương nhiên rồi. Như này anh chọn mà lấy. Anh chọn anh đang trẻ lắm. Vòng mấy nhở? Vòng 1, vòng 2, vòng 3, đây vòng 4. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vân thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ, mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thầm cho bão tố về làm chiếm bao, mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Bài này vừa đấy tập khổ dã man. Khổ á? Sao lại khổ? Tại vì anh đây đã biết nhảy đâu. Nhưng mà bài đó là dễ rồi đấy. Làm gì khó bằng bài chung kết. Tức là không, nhưng mà mình kiểu chưa nhảy kiểu đấy bao giờ. Thì dần dần nó mới quen. Bài chung kết thì lúc ấy bắt bài nó nhanh quá. À, đỉnh không? Đỉnh đấy. Trong khi em không dạy, em không dạy anh một tí nào. Nói ra mấy mốt là em không dạy nữa, mấy lần này em không ôn bài cho anh. Anh ơi, mấy mốt mình đi ăn ở đây tiếp. Bây giờ bật bài nhạc của mình. Đúng rồi. Bây giờ tại vì là hồi nãy anh đến trễ 30 phút cho nên là em mua hai cái này để thứ nhất là chơi game chung nhau, thứ hai là để phạt anh. Mà em nghĩ là anh thua chắc rồi. Nó gì đây? Chơi gì mà lại toàn. Bây giờ là sẽ mỗi người em và anh sẽ hát một bài hát, nhưng mà tới ví dụ như em hát trước thì em sẽ bỏ bốn cục này vô miệng em. Vậy? Xong rồi em cứ ngậm em hát. À. Xong rồi tới anh sẽ bỏ bốn cục vào miệng anh, xong rồi anh hát câu tiếp theo. Tức là tự kiểu bỏ là... À? Đúng rồi, tự bỏ miệng dưới. Em bỏ cho anh hả đây? Xong rồi cứ tiếp tục vậy thôi, bốn cục này xong rồi tớ... anh hát xong rồi tới em thì em lại bỏ thêm bốn cục nữa vào miệng em, cứ thế. Ok. Rồi bây giờ mà ai mà thua, bây giờ tới hình phạt nha. Ai mà thua là sẽ phải nói một cái bí mật mà trước giờ, ví dụ như em nói là trước giờ em chưa bao giờ nói với anh cái bí mật đó, thì bây giờ
Ủa nhưng mà em đâu có thua đâu, anh thua chắc rồi. Bây giờ em ăn trước, bây giờ hát bài gì? Don't forget. Là em hát trước đúng không? Ừ. Tự nhiên cái chơi trò này hơi ngu. 1, 2. Em không được nuốt đúng không? 5, 3, 4. Mà phụ gánh hát ra một được. Ngoài trời là anh quá. Hãy cậu uống vào mồm nữa. Đừng có cười. Em yêu anh thật nhiều. Người mà ngày quá cho nói không cần em. Tình mình là đánh bé gì? Sao trái tim còn buồn vì anh. Và sao lại khó mong bóng anh trở về. Đủ uống một giờ. Rồi ra anh. Cho anh biết tim em. Vì anh chẳng cần điều đó. Thế em hả? Ôm thật chặt. Cứ trao thật nhiều yêu thương. Điều mà lòng anh luôn lo là thấy bước em ra đi. Cắn vào lưỡi. Xa rời anh không cần. Tắt cắn vào lưỡi thôi. Anh đi. Để vậy mới chơi. Để anh xa thật rồi. Trời đất em không? Đừng đi. Đây, đến 3 giây thôi. Đâu? Ngoài kia mùa đông đến. Làm sao giữ em bên anh mãi thôi. Yo. Kết rồi. Ngoài trời lạnh quá. Anh nhớ em thật nhiều. Quá dễ. Người mong anh. Đấy em mà. À, thế không? 2. Đây không? 4. Người mà ngày quá. Em nhói không cùng em. Tua đi. Còn á. Nữa hả? Ừ. 2. À. Nhanh. 1. 2. Từ từ. Tình mình là thế. Tiếp à? Đếm đi nhanh nhanh nhé. Tình mình là thế. Sao trái tim còn buồn. Vì ai. Xíu. Người ta buồn cười thôi. Bây giờ là không. Mong bóng anh cho mà. Bạn biết đúng không? Hai bạn biết đúng không? Kiểu tôi. 1, 2, 3, 1. Mong. 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 Em không ngờ anh thông cao mà anh gãy luôn á. Còn lâu anh mới chịu thua thì được nhau. Con trai vậy luôn. Ngoài trời lạnh quá. Anh nhớ em thật nhiều. Bóng tật. Thua là cái chắc. Mưa ra cùng nhau. Anh nói bên em mà hồi. Hết trời. Chúng ta ngồi mặn tặng như thế. Hết trời nghe cái gì kìa. Anh hát thử em nghe không? Trời ơi, nhờ vậy á. Tính mình là thế đúng không? Anh hai lần cũng thua luôn nha. Có tội bữa giờ hát tầng hai lần. Hát hai lần đâu? Cũng thích nói đi em. Đây. Sao giờ là thua luôn nha. Nên là điếm vậy? Tính mình là thế. Sai. Hả? Thua. Nhưng mà em hát trên sân khấu như thế mà. Sai. Bây giờ mở lại mà anh hát sai thì sao? Em hát trên sân khấu như thế. Hả? Anh hát trên sân khấu như thế. Ủa anh ăn gian quá à. Cho anh hát luôn á. Chấp tình anh luôn. Tình mình là thế. Sao trái tim còn buồn. Vì em không biết mọi thứ. Ăn gian. Không cần hát nữa. Không cần nữa. Không cần thế. Thôi rồi. Tôi rồi là khóc. Mong bóng anh trở về. Ngập luôn muốn chảy rồi. Hai giờ hát cùng bạn này mà. Bạn nào? Nhưng mà anh hát, anh hát câu của anh trước rồi anh bốn. Rồi anh hát câu đầu tiên đi. Đi. Mới có ai chảy nữa. Nhiều quá. Giờ anh đến đâu tìm em đi nha con. Nhanh 1, 2, 3. Rồi. Nhanh nào. Cho anh chém. Cho anh chém. Cho anh chém. Nhanh. Anh hết cả rồi mà anh nghĩ.
giờ anh đến nơi đâu tìm em. Rồi Ngân bây giờ thêm 4 cục với 4 cục nữa. Hát chung mà. Duyên mà. Sao duyên anh là anh hát câu nguyên qua đi ạ. Rồi 4 cục riêng rồi giờ hát chung với em phải thêm 4 cục nữa chứ. Chuyện sự quá. Anh hỏi mấy chị mấy anh chị chương trình coi thấy chưa. Gì 4 cục nữa hả? Ừ. Hát làm sao nhỉ? Không được nuốt nhá. Thảm luôn giật ra mà. Anh đếm được không? Ok, 2 ba. Mong một thân người thương lại quay về. Cùng với anh một trăm một lòng bước ra. Đừng nhiều quá à. Đang chịu thua đi. Cho là anh không nhường em được luôn á. Ăn được vậy luôn á. Đã đến trễ rồi mà còn vậy nữa. Không xong rồi. Nó đi, nó đi, nó đi. Để em đường. Trời, sugar 19 gram rồi nha. Sao? Thua không? Giờ thua rồi, cho em nuốt luôn hả? Em không nuốt đâu, mập lắm. Bây giờ anh thua rồi thì anh phải khai cho em là bí mật nào anh chưa nói em biết. Anh thua rồi, bây giờ anh phải nói bí mật nào cho em bây giờ nhỉ? Nhiều quá đúng không? Nhưng mà anh nói thật, em toàn bắt nạt anh. Cô Duyên không liên quan gì, trả lời câu hỏi kia đây. Rồi vấn đề chính đi. Thôi, thực sự thì anh... Nói chung hôm nay anh hẹn anh em tới đây anh cũng có một điều nói với em. Nghe nguy hiểm quá. Nói đi thật, anh. Thật, anh nói chung là cũng chắc chứa lâu rồi. Nói ầm ra. Cái gì? Ầm anh gai. Nói lớn lên. Ầm gai. Ầm gai là cái gì? Anh nói tiếng Việt được không? Tôi thấy bạn không hiểu à? Thật luôn. Thôi anh đùa ấy. Thôi em tin rồi. Anh thôi em đừng có tin đâu. Mà em lỡ tin rồi. Không, anh trêu rồi à. Anh cho nó kiểu nó gọi là gì nhỉ? Kiểu nó căng thẳng lên tí thôi xong rồi anh trêu. Nhưng mà em lỡ tin rồi sao vậy? Anh có ngay không? Em biết rõ nhất là em đi. Ok ok. Dạ. Vậy là rốt cuộc là sao? Vậy giờ anh nói bí mật gì đó đi. Tự nhiên mình lại thua nhỉ? Chuyện riêng tư đi. Chuyện riêng tư là chuyện cá nhân đúng không? Ví dụ chuyện tình cảm của anh. Oh. Em đã bao giờ biết là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình chưa? Tất nhiên là chưa rồi, tại em đâu có hỏi đâu. Tại em đâu có thắc mắc mấy cái vấn đề đó đâu. Tại vì em nghĩ mấy cái đấy là riêng tư mà. Cho nên là em đâu bao giờ hỏi. Em rất là lịch sự. Good girl. À là bây giờ anh đang tính khai á hả? Anh okay, khai đi em nghe nè. Khai xem em có thấy được nhá. Bao nhiêu mối tình? Xong, nếu không hết luôn. Không có đâu nha, người ta rất là... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, hơn em rồi. Rồi anh trêu á. Có 2... 2 hả? 3. Nhưng mà chính thức thì... 2 với 3 là 5 rồi á. Không có. Thực ra là... 2 cấp, hay 3? Cấp 3 anh có thích một bạn. Nên đại học anh... một bạn, hai bạn nữa. Trong quá trình đại học là... Tôi lại. Là có 2 mối tình. Tôi lại. Sao? Cấp 3 sao? Cấp 3 là có thích một bạn. Lên đại học là có kiểu trải qua mối tình với hai bạn. Hai bạn là ba bạn đúng không? Ừ. Còn giờ? Còn giờ? Còn bây giờ thì... Giờ thì sao? Bây giờ nào thì... Nào bao nào? Vẫn đang độc thân em đi ạ. Độc thân vô tính hả? Ừ. Anh có cần em VR cho anh không? Thôi em đừng VR cho anh có gì. Rồi ok, em chấp nhận câu trả lời. Thank you.
lần đầu tiên trong lần thứ bao nhiêu rồi? Nghe nờ rồi đó. Chứ nói tí anh sẽ có quà bổ có quà luôn. Chắc chắn luôn. Quà gì? Bây giờ anh phải nói quà gì đi, em chỉ kể mới lấy. Cả nhà, và đây là cây son mà Ellie đã được anh tình cờ tặng. Không biết là lý do tại vì sao mà đi mua son tặng cho mình, nhưng mà là con gái thì Ellie rất là thích son. Xin cảm ơn anh tình cờ rất là nhiều, và em có một lời nhắn gửi đến anh tình cờ là sau này nhớ tặng em nhiều quà hơn nữa nha. Thank you.